Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở câu số 4 xong rồi đúng không nào? Câu này chiếm 3 điểm rưỡi ha. Thầy đã chứng minh cho em ở câu 1, câu 2, câu 3 rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái câu cuối cùng. Đó chính là câu số 5. Người ta yêu cầu các em tìm giá trị nhỏ nhất đối với những dạng này á. Rồi thầy hướng dẫn một cách tổng quát về phương pháp làm để mà tìm giá trị nhỏ nhất gọi là min á, hoặc là tìm giá trị lớn nhất gọi là max ấy, min max của một biểu thức á. Thì thường á, chúng ta phải phân tích cái biểu thức đó ra và đưa về gì, đó chính là đưa về cái hàng đẳng thức số 1 và số 2. Sau đó nó sẽ còn một cái hàng số bên ngoài, thì cái hàng số đó chính là cái giá trị mà chúng ta cần tìm, lớn nhất hoặc nhỏ nhất tùy theo cái đề bài mà người ta xử lý. Cái phương pháp tổng là như vậy nha. Nhưng mà trong quá trình làm thì chắc chắn đòi hỏi cái kỹ năng của chúng ta phải thêm bớt nhóm các hạng tử như nào đó để xuất hiện hạng thức. Cái hiểu chưa nào? Đấy. Bài này nói chung nó khó thì cũng không khó mà dễ cũng không dễ nha. A trừ 2 căn 2 của AB cộng 3B trừ 2 căn 2 của A cộng 1. Thì bây giờ em nhìn nè, và thầy lấy cái đề này ra nha. Đối với cái bài này á, thì để tìm gọi là min á, nhỏ nhất của giá trị của biểu thức B này, thì bây giờ chúng ta thử nhóm xem thử nó có ra hạng thức hay không. Giả sử nha, thầy nhóm A này với thằng này với số 1 này, đây này, A trừ 2 căn 2 của A cộng 1, thì vẽ nó có ra được là hàng đẳng thức số mấy? Hàng đẳng thức số mấy nào? Số 2. Nhưng mà còn lại hai thằng này, hai thằng này liệu chúng ta có nhóm và có thể nó ra được hàng đẳng thức gì hay không? Trừ 2 căn 2 của AB và cái thằng này là 3B, có hay không em? Không được. Chỉ có được một hàng đẳng thức thôi. Còn hai thằng này không thể nào mà nó tạo ra được một hàng số được. Chứng tỏ cách này không được, bỏ qua một bên. Bây giờ thử nhóm cách khác hay cách khác nào. Như vậy thì ở đây là A, mà đây AB, mà đây 3B. Thì chứng tỏ là bây giờ chúng ta nhóm ba thằng này lại hai thằng này thì cũng không được. Chứng tỏ chúng ta phải thông minh một chút nha. Bây giờ thông minh một chút là gì nè? Chúng ta phải thêm và bớt, nghĩ ngay tới cái việc thêm và bớt đó. Để trước khi thêm và bớt thì chúng ta phải đi tìm thầy điều kiện. Đúng rồi. Coi trong cái bài này đã cho điều kiện chưa nào? Được rồi. Đề này thầy lấy nha. Chưa. Đề này chưa cho điều kiện thì chúng ta phải đi tìm điều kiện. Điều kiện của cái biểu thức dưới căn nó phải như nào? Nó phải không âm. Nghĩa là đây A với lại B nó phải lớn hơn bằng 0. Được chưa nào? Ta có. Đối với bài này thầy sẽ nhân 3 ở hai vế nha. 3 nhân B sẽ bằng A, 3 nhân cho cả cái thằng này đó. Được chưa nào? Ok. Như vậy ở đây 3B đúng nào, từ đây chúng ta suy ra 3B, chúng ta sẽ nhân lấy 3 này nhân vô 3A này, 6 căn 2 của AB này cộng 9B này trừ 6 căn 2 của A này cộng 3. Bước này em hiểu chưa nào? Từ đây em ta suy ra tiếp 3B sẽ bằng này. Như vậy thì ở đây này, ở đây 3A đúng không? 3A thì bây giờ thầy sẽ tách cái 3A này thành là A cộng cho 2A nha. Thầy nói lại, thầy sẽ tách cái thằng 3A này trở thành A cộng 2A. Đây, 3A thì bằng A cộng 2A trừ 6 căn 2 của AB. Có lý do để tách em nhé. Rồi, suy ra 3B này cứ để đó. Bây giờ thầy sẽ nhóm này, lấy A này thầy nhóm A này nhóm với thằng này và thằng này một nhóm này. 2A này thầy sẽ nhóm thằng này và thằng này một nhóm. Như vậy A này trừ 6 căn 2 của AB này cộng 9B thầy để một nhóm. Vừa các nhóm thầy để dấu cộng 2A trừ 6 căn 2 của A
cộng 3 để đó một nhóm. Có được không? Cái đoạn này anh em có hiểu không nè? Có hiểu không nha? Rồi. Tiếp tục. Từ đây chúng ta suy ra 3B. Bây giờ bắt đầu từ đoạn này chúng ta hiểu này. À, cái A trừ 6 căn 2 của AB cộng 9B đây chính là một hằng thức số 2. Nên thầy không có làm gì cả, cứ để nguyên đó, không có đụng chạm gì cả nha. Các em có hiểu không? Thầy để nguyên, không đụng chạm gì cả nha. Rồi, bây giờ nhưng mà để nguyên thì cứ giữ nguyên đó, không đụng chạm thì chưa biến đổi gì cả, tí nữa biến đổi sau. Còn đối với thằng này nè, nếu để số 3 ở đây cũng được, cũng được, nhưng mà hơi rắc rối nha. Nó hơi rắc rối, cứ để số 3 ra bên ngoài giùm thầy đây. Hai thằng đây thôi. Để tí nữa chúng ta thêm bớt cho nó dễ. Số 3 ở đây. Suy ra tiếp 3B. Cái thằng này không đụng chạm thì cứ ghi lại đây cái đã. Tí nữa đụng sau. Ở đây 2 với 6 thì thầy sẽ đặt hai ra chung bên trong, còn là A trừ căn 3 căn 2 của A cộng 3 ở đây. Bước tiếp theo đặt hai ra chung này. 3B A trừ 6 căn 2 của AB cộng 9B này. Bây giờ nhìn đây, nhìn cho rõ kỹ chỗ đây cho không hiểu cái bước đây là cái bước rất quan trọng. Các em nhìn này. Cái A này là nghĩa là thầy sẽ mục đích là sẽ làm gì? Theo bây giờ thầy sẽ thêm bớt để theo hằng thức số 2 em. Nó có dạng là A trừ B tất cả bình phương thì sẽ bằng A bình phương trừ 2AB cộng B bình phương. Như vậy trong đó A của chúng ta thầy xác định đây chính là căn 2 của A. Cái A lớn theo công thức các em. Theo hằng thức số 2 đó. Có đúng không? Như vậy cái anh A này sẽ là căn 2 của A bình phương này. Như vậy này. A này để đó trừ này. Theo hằng đẳng thức thì nó sẽ có thêm số 2. Từ từ. Cái số 2 này đâu ra? Cái số 2 này là thầy thêm vào, nghĩa là khi đó thầy sẽ bớt ra. Thầy nhân cho 2 thì thầy sẽ chia. Nghĩa là 2 nhân 1 phần 2 thì cái giá trị này đâu có thay đổi. Đây này, 2 nhân 1 phần 2 này. Mục đích thầy thêm số 2 này để làm gì? Để nó tạo ra giống hằng đẳng thức. Như vậy ở đây là gì? 3 căn 2 của 3 căn 2 của A. Như vậy trong hằng thức này, A này, 2 này, 2A. Như vậy B ở đây đã chính là 3 phần 2. B này khi thầy phân tích ra thầy sẽ thấy được nó chính là 3 phần 2. Thầy đem 3 phần 2 này thầy bình phương lên. 3 phần 2 này là như nào để giải thích cho các em cái sự xuất hiện của hai thằng này nè. Cái số 2 này trong hằng thức. Số 2 này trong hằng thức số 2. Thầy nhân cho 2 thì thầy sẽ chia cho 2. Nhân 2 chia 2 này. Thì giá trị đây bằng 1 thì chứng tỏ cái giá trị này không đổi. Còn âm 3 căn 2 của đấy. Như vậy mục đích thầy phân tích để làm gì? Để thấy được cái B. B của chúng ta đây chính là 3. 3 nhân cho 1 phần 2 là 3 phần 2. Khi đó thầy sẽ lấy thằng này bình phương lên. Thì ra được 9 phần 4. Nghĩa là thầy thêm vào 9 phần 4 thì thầy sẽ trừ ra 9 phần 4. Đó, cộng 3 này để riêng ra. Hiểu chưa? Như vậy, có một số bạn chắc chắn phần cái chỗ đây không hiểu này. Và chỗ đây 9 phần 4 ở đâu? 9 phần 4 đó chính là thầy lấy 3 phần 2 bình phương. 3 phần 2 tất cả bình phương á, mũ 2 đó. Thì ra được 9 phần 4. Trừ 9 phần 4 ha. Thêm thì phải bớt, thêm vào 9 phần 4 thì phải bớt ra 9 phần 4. Như vậy 3B bằng này. Cái này cái đĩa đó đi, tí nữa rồi tính tiếp. Bây giờ này, cộng này. Thầy nhóm 3 thằng này lại. A này. Đúng nè. Trừ ở đây là gì các em? 2 nhân 1 phần 2 3 căn 2 của A. Ở đây sẽ cộng 9 phần 4. Chứng tỏ là cái số 2 này này. Số 2 này nhân với thằng này. Trừ. Thầy tách tiếp thằng này ra nữa. Trừ ở đây cho 2 nhân 9 phần 4 cộng 3. Thầy làm rất chậm để em dễ hiểu không? Rất là khó hiểu đoạn này nha. Rồi bắt đầu thầy sẽ phân tích chỗ đây nhé. A này thầy sẽ phân tích trở thành căn 2 của A tất cả bình phương. Trừ. Có đúng không? Trừ 2. Số 6 này thầy phân tích trở thành 2 nhân căn 2 của A. Sau đó 2 này còn lại số 3 này căn 2 của B. 9B này thầy sẽ phân tích và đưa về trở thành là cộng 3 căn 2 B tất cả bình phương.
Đó, ra hằng thức số số 2 là tương tự như vậy, cộng 2 nhân ở đây là căn 2 của A, tất cả bình phương, trừ 2 nhân cho đây là căn 2 của A, nhân cho 3 phần 2, cộng đây 9 phần 4, nghĩa là 3 phần 2 tất cả bình phương đó. Dễ, các em dễ hiểu. Còn cái thằng này, đây chính là trừ 9 phần 2 cộng 3. Rồi, từ đây suy ra 3B. Rồi, bây giờ đây chính là hằng thức này. Thì chúng ta đưa về căn 2 của A trừ cho 3 căn 2 của B, tất cả bình phương. Đúng không? Đúng chưa? Cộng 2 nhân ở đây là căn 2 của A trừ cho 3 phần 2, tất cả bình phương. Thằng này trừ đây thì nó ra được, nó sẽ còn được là âm 3 phần, âm 3 phần 2. Như vậy từ đây chúng ta suy ra 3B. Đó, 3B sẽ bằng cái này. Ta ghi lại nha. Bước này thì ghi lại. Hai thằng này là không âm rồi. Các em thấy nó ra cái hằng số này. Mục đích của thầy ra được cái hằng số này này. Thì cái này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng âm 3 phần 2. Tại vì hai thằng này không âm thì nó lớn hơn bằng đúng cái hằng số này này. Được không nào? Với mọi AB lớn bằng 0. Nên từ đây chúng ta suy ra 3B sẽ lớn bằng âm 3 phần 2. Nên từ đây chúng ta suy ra B sẽ lớn hơn kem lấy âm 3 phần 2 chia cho 3. Thì từ đây chúng ta suy ra B này sẽ lớn hơn âm 3 phần 2 chia 3 nhân nghịch đảo thì nó sẽ lớn hơn âm 1 phần, âm 1 phần 2. Như vậy thì cái dấu bằng này xảy ra khi hai thằng này sẽ bằng 0. Thì nó là cái dấu bằng này xảy ra. Nếu dấu bằng xảy ra thì hai thằng này sẽ bằng nhau từ khi hai thằng này bằng 0. Hai cái dấu ngoặc này bằng 0, và giá trị nhỏ nhất của nó nhận được đó chính là gì gan, đó chính là lớn bằng âm 1 phần 2, đó chính là âm 1 phần 2 ha, được không? Như vậy thì ở đây em ghi là với mọi AB lớn bằng 0, cái dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi cái này hai cái ngoặc này bằng 0, nghĩa là căn 2 của A trừ 3 căn 2 của B sẽ bằng 0, và căn 2 của A trừ 3 phần 2 sẽ bằng 0. Từ đây chúng ta sẽ tương đương, chúng ta giải thằng này trước, căn 2 của A chuyển qua đây bằng 3 phần 2, căn 2 của A sẽ bằng 3 căn 2 của B. Từ đây chúng ta tương đương, chứng tỏ A này chúng ta bình phương hai vế lên thì A sẽ bằng 9 phần 4 này. A bằng 9 phần 4 chúng ta thế ở chỗ đây, thế chỗ đây thì nó lại ra bằng 3 phần 2. 3 phần 2 chia ra, đúng không? Chia ra, chia cho 3 thì bằng 1 phần 2, bình phương lên là bằng B này sẽ bằng 1 phần 4 này. Như vậy thì thỏa mãn này. Đó. Đó, như vậy min này, B min này lớn bằng là âm 1 phần 2 từ khi A bằng 9 phần 4 và bằng B bằng 1 phần 4. Khó không em? Đưa bài này ra các em làm được không? Từ trên xuống dưới nha. Em lưu ý hồi nãy thầy giải thích lại cái chỗ này một xíu, là cái chỗ số 2 này là thầy áp dụng trong hằng thức số 2. Nhân 2 thì phải chia 2. Còn ở đây là với cái này là giống nhau này. Mục đích thầy thêm vào để thầy phân tích để xác định B. Như vậy B của nó đây chính là 3 phần 2. 3 phần 2 thầy lấy 3 phần 2 bình phương lên thầy biết được nó chính là 9 phần 4. Như vậy thầy sẽ cộng vào 9 phần 4 thì thầy sẽ trừ ra 9 phần 4. Còn chỗ đây thầy tách ra lấy 2 nhân cái thằng đây để đưa ra bên ngoài ngoặc, còn 1, 2, 3 cho vào trong ngoặc. Thầy biết rằng là chỗ đấy có một số bạn chắc chắn sẽ không hiểu á, chứ không phải ai cũng thông minh và hiểu nhanh chỗ đấy đâu nha. Em thấy đưa về hằng thức hết chưa? Mục đích chúng ta là phải tạo ra được cái hằng số này.
Rồi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái, nếu mà rảnh thầy sẽ làm cái đề số 2. Chúc em học tốt nha. Bye bye. Ok.